Ok các bạn, nay mình coi vàng tay ở trong Costco nó bán có cái mẫu nào đẹp không nha. Ok. Những cái lắc hiện tại nó có nè các bạn. Đó. Rồi. Cái lắc bên này. Ồ, lắc này đẹp quá các bạn. Nó vàng tây nha các bạn nha, vàng tây vàng thường thường vàng 14K thì nếu mà cái sợi nào nó làm ở Ý thì nó nói cho mình biết nha, là Made in Italia. Đó. Đi vòng vòng cho các bạn coi vòng thử. Các bạn thấy dây nào đẹp không ha? Đó. Đó giống vậy các bạn. Bạn nào chưa biết tiệm vàng trong Costco nó bán vàng gì, giá cả mẫu mã làm sao thì đây mình quay cho các bạn coi sơ nha. Đó. Ủa, sợi này đẹp quá các bạn. Wow, sợi này đẹp quá ha. Mình xuống đây. Xuống đây là mấy cái dây. Đó, dây này cũng đẹp nè. Ở bên đây là những cái chuỗi ngọc trai ha. Ở đây có cái cẩm thạch đẹp quá nè. Sợi cẩm thạch đẹp quá ha. Oh, what a diamond nè. Wow, diamond. Quay sơ với bạn coi nha. Đó. Để các bạn biết mẫu mã nó làm sao, để mình cần mua để mình làm quà tặng người yêu hay là tặng tặng vợ hay là gì đó thì mình biết. Đó, thường thường nếu mà nó có ở đây kim cương nha bạn, kim cương. Ồ, sợi đẹp quá ha. Nếu mà nó có bán vàng thì nó để đây, vàng vàng cây á các bạn, thì nó để đây. Đó, vàng cây thì nó để đây. Ồ, mấy cái này là kim cương đẹp quá ha. Đó. Ok. Ồ, qua đây là cũng kim cương mà là không phải nhẫn. Ồ, cũng có nhẫn mà là bông tai rồi. Bông tai với lại mấy cái sợi dây nhỏ nhỏ. Đó, các bạn nào mà thích nữ trang tặng cho người yêu hay là tặng cho vợ con gì đó thì coi thử cái mẫu mã nào mình thích không nha. Đó. Mình đi sơn vòng cho các bạn coi thôi. Thường thường mình ra đây mình thích coi cái giá vàng cây ấy, nó lâu lâu nó về ấy. Vàng thị sĩ 4 số 9 đó. Thì bữa nay nó không có. Ủa, bên đây đá màu nè. Bên đây đá màu ha. Đó, mình quay hết cho các bạn coi những cái tất cả các cái loại nhẫn đá quý rồi bông tai dây chuyền. Tất cả những cái gì mà nó có đó cho các bạn coi để các bạn tham khảo ha. Đó, các bạn tham khảo. Thì thường thường mình coi mấy cái sợi dây đeo tay này nè, nó đẹp. Nó ra nhiều kiểu đẹp á. Nhưng mà một lần nữa nha các bạn. Nó là phần lớn là 14, vàng 14 nha, vàng tay 14. Nhưng mà có nhiều sợi nó làm Made in Italy nha các bạn, vàng Ý nha, vàng của Ý. Nó quay với các bạn coi chủ yếu những cái vòng tay nè, những cái vòng tay này mình cũng thích coi, nó có nhiều lúc nó có mẫu mã nào mình thích đó, thì mình chia sẻ với các bạn. Đó, chia sẻ với các bạn đó. Ok, thì trên đây là có đồng hồ. À, đồng hồ
Đồng hồ thì mình quay sơ thôi nha, đồng hồ mình quay sơ tại vì nhiều người cũng không có thích đồng hồ máy quay sơ, các bạn coi nó có những cái thứ đồng hồ gì thôi ha. Đó. Rồi xa xì. Có cái nào mắc tiền không? Ở đây có sợi dây. Còn ở đây nó cũng ở trên này nó cũng bỏ mấy sợi dây chuyền đây, những vàng 14 các bạn ơi. À, đồng hồ rồi xa xì Gucci luôn à, wow. Đã. Mày hiểu gì lạ vậy? Những cái hiệu này fashion không nha các bạn nha, Versace hay là Gucci, đồng hồ fashion thôi nha, đồng hồ thời trang thôi chứ không có đồng hồ xịn, cho nên mình cũng không có muốn quay nhiều nha. Ok, mình chỉ muốn quay những cái vàng thôi các bạn, vàng các bạn coi thôi. Ok, vậy thôi các bạn ha, chào các bạn.